an yên đang lành tự nhiên ngựa ngựa đi hết tóc mới lành tại mình cũng xếp sửa đi đám cưới à cho nên mình đi hết tóc một lần sang sang chơi mình bây vô cái quán mới lạnh thì ai cũng rất là dễ thương từ giữ xe niềm nở nhẹ nhàng chưa tới một cái cô em gái chào đón mình thì mình vô mình hết cái em đó hỏi mình bây giờ anh muốn hết môi. Hay là hết Hai trăm Mình mới hỏi Năm mươi là hết làm sao Hai trăm là hết làm sao Em mới nói năm mươi á Thì em đứng hết Ở ngoài đây Còn hai trăm Thì Em quỳ hết Mà ở trong kia Mình mới nói Ở trong kia tôi thui sao thấy dừng hết Em nói là Anh cứ thử đi Mình nghĩ từ trước tới giờ Mình chưa bao giờ hết tóc mắt tới vậy Thôi kệ mình quyết định lên này thử coi sao chắc nó đẹp trai lắm đây. Thì mình yêu cho mình hai 200. À, là lần đầu tiên đó mọi người. cảm thấy hức ốc mà nó đã đã tới vậy. Đúng là quỳ hết luôn á mọi người. Cảm giác đã đã lắm. Thì hết xong rồi đó mình cả hai chân mình cảm thấy nó đã đã quá mình bo thêm cho mười ngàn luôn mình thầm nghĩ là mong sao cho tóc nó dài dài cũng đi hết nữa mình đi ra mình về bảo vệ nó dẫn xe cho mình cái nó cười cười nó nói cảm ơn anh bo cho em mười ngàn nha mình nói ủa chú bo cho mười nào rồi cái nó cười bí ẩn luôn rồi nha. Nó cười bí hiểm ghê luôn á. Mà, mà suy nghĩ hoành không hiểu. Mình đâu có bỏ cho nó lúc nào đâu. Mà lạ thiệt cái môi nè.